Bầu trời cứ ui gì hoài các bạn ơi, không có một tia nắng. Whether you have a fever and a cough and you're part of our system, go ahead and come through. We can screen you. Trying to get tested. Because we came around with a lot of people at the airport, and now she doesn't feel good. Well, that person was screened but not given a test because they did not meet the requirements for that. And with so many people concerned about catching coronavirus, a lot of people are scared to go to a doctor's office for other ailments. Sure, but there is an alternative. Ok các bạn, bây giờ tới sau khi nửa tiếng mình nghỉ giải lao, bây giờ mình sẽ dọn dẹp tới ba cái phòng với giường ngủ để cho nó sạch sẽ không? Để khi mà sạch sẽ với thông thoáng thì người mình nó thoải mái, nó không có bị bệnh tầm bậy bạ. Ok. Ok, let's do it. Bây giờ dọn dẹp nó sạch sẽ nữa các bạn. Searching for salvation, can we find our way back, way back? Caught up in confusion, need a resolution, can we find our way back, way back? No more running, no more running, no more chasing. No more running, now I'm running out of patience. Caught up in confusion, need a resolution, can we find our way back, way back? Thank you.
xong cho phòng cho nó, phòng của con gái. Con gái cũng khổ luôn, là lo cho nó. Since I had to cry, my eyes are dry. All of these feelings I'm feeling inside, I don't know why. Not used to this shit. No. Nếu các bạn được phòng nào hay phòng đó. Sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp là được rồi. Thì cuối cùng mình cũng đã xong dọn dẹp được nhà cửa của mình. Ok, ngăn nắp gọn gàng. Ok, gọn gàng ngăn nắp là quan trọng nhất nữa. Sạch sẽ thì người không có bị bệnh. Hy vọng là vậy. Đây là closet. Closet quần áo. Đây là closet quần áo của mình đó, nó nhỏ gọn thôi, vừa đủ cho vợ chồng mình luôn. Nó cũng ok. Đây là master bedroom. Đây là giường ngủ của mình. Khi mà làm không được nói chuyện. Thôi. Đây là những hình kỷ niệm của gia đình mình, con gái mình, mẹ mình, em gái mình, con trai mình, và vợ mình hồi xưa đẹp ha. Đây con trai mình. Con người mình sống chỉ còn lại kỷ niệm thôi các bạn ơi. Mình không có đem theo được cái gì đâu, ngoại trừ kỷ niệm. Ở đây mình cũng có tấm hình kỷ niệm của vợ chồng mình lúc chưa cưới, lúc mình mới quen vợ mình ở Việt Nam. Đây là crystal lúc mà 10 ngày sau khi sanh. Thấy cũng bự ha. 10 ngày sau khi sanh bự. Đây là tấm hình cưới không ạ? Đây là cũng là mấy tấm hình kỷ niệm từ thời xa xưa, cách đây mười mấy năm. Hello. How are you? You like your room? Yes. I make it look nice, huh? Look very clean. Okay, sorry.
So you like it? Yes. Oh, your room smells so good. You spray a lot of cologne in here. It's no good. Okay? You like the way I make it up? Yeah. Yeah? Yes. Nice and clean, right? Yes. All right. Give it up. But sometimes you need to go downstairs and drink a lot of warm water, okay? Drink. And talk to your mom if she needs help, okay? Okay, Crystal? Okay. Đây là phòng của con trai của mình. Hôm nay nó không quậy á, ngồi chơi với nó. Phòng của con Út. Những tấm hình kỷ niệm. Dọn dẹp nhà thì nó sạch sẽ, nó thoải mái các bạn. Đây, cái này quậy đây. Nó này có you doing, nó này. Nó này đang quậy hả? Nó này có quậy không? Hả? Yeah? Show them your teeth. Your teeth. Smile. Smile. See your teeth? Teeth. Oh my god. Tối ngày nó cứ coi cái TV này. Cái channel của mấy này nó còn hoài luôn à. Giờ ngoài trời đang còn mưa quá các bạn. Mưa tầm tã ngoài trời. Giờ mình đang livestream bán hàng online. Cái này 85 đồng. Cũng gọn dẹp sạch sẽ. Cái này 85 đồng em chế. Đây, cái này phun bón, hợp đầy đủ nha, da rất